Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này với máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta nhấn vào đây, chọn số 2, Shift Setup, chọn số 2, chọn số 1 để hiển thị 5 độ, 10 độ. Bây giờ chúng ta có Z, mô đun của Z là căn 2. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái cục này vào máy tính Casio. Chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ có căn 2. Chúng ta có shift góc alpha x, sau đó chia cho 1 cộng căn 2, shift góc alpha x. Đối với cái cục này, mình sẽ chọn 3 vị trí nha. Bây giờ mình nhấn vào cái cục này. Mình chọn x ở đây là khoảng 30 độ đi. Thì số này không đẹp lắm. Chọn số tiếp theo. Và chúng ta có số đẹp ở đây. Chúng ta lưu trữ lại. Cái này cho 30 độ. Hoặc là mình sẽ đi tìm 3 vị trí điểm sao cho nó đẹp vậy nè. Để sau đó chúng ta sẽ đi tìm được bán kính của cái hình tròn. Chúng ta có 45 độ đúng không? Bây giờ chúng ta chọn số tiếp theo. Số này cũng được. Ok, lấy luôn. Và số tiếp theo nữa. Số này đẹp nè. Mình tìm số nào đẹp rồi mình lấy lại thôi. Số này không có đẹp. Chúng ta lấy 180 độ. Cũng không đẹp luôn. Tiếp tục 180 cộng 45 thì chúng ta có 225. Số này đẹp nè. Như vậy mình bỏ số này đi. Như vậy chúng ta sẽ có các điểm như sau. Điểm thứ nhất đó chính là 7 chia cho 5 trừ 1 chia cho 5. Điểm tiếp theo trừ 1 trừ 3. Điểm tiếp theo 1, 5. Bây giờ chúng ta có công thức của hình tròn. X trừ A tất cả bình phương cộng cho Y trừ B tất cả bình phương bằng R bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm giá trị của A và B. Bây giờ chúng ta thế 3 số này vào. Thì chúng ta sẽ có là X bây giờ chúng ta đổi thành 7 chia cho 5 trừ cho A tất cả bình phương. Và cái này là trừ 1 chia cho 5 trừ cho B tất cả bình phương bằng R bình phương. Tiếp tục chúng ta có trừ 1 trừ A tất cả bình phương cộng cho trừ 3 cộng trừ B tất cả bình phương bằng R bình phương. Tiếp tục 1 trừ A tất cả bình phương cộng cho 5 trừ B tất cả bình phương bằng R bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phương trình này bằng phương trình này và phương trình này bằng phương trình này để đi tìm giá trị A và B. Sau đó, chúng ta bình phương rút gọn lại thì chúng ta sẽ có như thế này. Sau khi chúng ta giải xong thì chúng ta sẽ có phương trình như thế này. Sau đó chúng ta bấm vào đây, chọn vào cái cục này, chọn số 1, chọn số 2. Chúng ta có trừ 4 và số 2. Như vậy, sau khi chúng ta có giá trị, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm error. Mình chọn một phương trình nào cũng được nha. Hoặc là mình chọn phương trình này cho đẹp nè. Mình bỏ trừ 4 vào đây. Và số 2 vào đây. Thì chúng ta tính ra được luôn.
Đó chính là số 34. Như vậy R sẽ bằng căn 34. Và đây chính là cách giải bằng máy tính Casio. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.